Xin kính chào tất cả quý anh chị hàng. Và trên tay Văn Hội đã có cái bảng giá mới nhất của những ngày đầu tháng 8 năm 2022. Và để xem rằng là trong tháng 8 này thì Toyota sẽ đưa ra cái chương trình khuyến mại rất rất lớn là như thế nào. Đặc biệt có những mẫu xe rất hot như chiếc Cross, Veloz hay Camry, Toyota Ray sẽ sẵn hàng để giao rất sớm cho anh chị. Và có những cái model đã giảm giá lên đến hơn 40 triệu đồng. Sự sẵn xe và nhiều model mới cũng sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Vậy chi tiết là như thế nào? Kính mời quý anh chị hàng hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Và ở trong tháng 8 này, mẫu xe đầu tiên Văn Hội muốn chia sẻ đến anh chị về bảng giá đó chính là chiếc Toyota Corolla Cross. Trong tháng 8 này thì Cross sẽ có 3 phiên bản tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Và đặc biệt là gì nào? Đó chính là chúng tôi sẽ sẵn xe đủ màu, tất cả các màu sắc kèm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn sẽ giao ngay với mức giá niêm yết chỉ từ 746 triệu đồng cho một chiếc phiên bản 1.8G, hai phiên bản 1.8V từ 846 triệu đồng và một cái phiên bản cao cấp nhất. Hiện nay cái xu hướng hybrid thì đã đang được áp dụng rồi với mức giá niêm yết là 936 triệu đồng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật tiếp đến chiếc Toyota Vios, một trong những ông vua phân khúc hạng B tại thị trường Việt Nam, xem khuyến mại là như thế nào. Xin mời anh chị. Thông tin rất vui anh chị ạ. Trong tháng 8 này, đặc biệt nhất là những mẫu xe Toyota Vios sẽ có chương trình khuyến mại xả kho rất lớn, không để quý anh chị hàng phải đợi chờ lâu. Văn Hội sẽ chia sẻ luôn là tổng khuyến mại khi mà chúng ta mua Vios trong tháng 8 này, sẵn xe đủ màu dòng ngay thì khuyến mại đã lên đến hơn 40 triệu đồng rồi. Còn chi tiết là như thế nào từ tiền mặt, bảo hiểm và phụ kiện, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Toyota Vios với 3 tùy chọn sẽ có mức giá niêm yết từ 489 triệu đồng trong một chiếc 1.5e số sàn. Trong khi đó người Anh 1.5e CVT sẽ có mức giá là 542 triệu đồng. Và phiên bản 1.5G bên cạnh anh chị ở đây, mức giá niêm yết sẽ là 592 triệu đồng. Xe trang bị tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Và tiếp đến đó chính là người Anh Toyota Corolla Altis ở thế hệ mới năm 2022 này. Trong tháng 8 với 3 tùy chọn, mức giá niêm yết chỉ từ 719 triệu đồng cho phiên bản 1.8G. Trong khi đó người Anh 1.8V sẽ có mức giá là 765 triệu đồng. Và phiên bản cao cấp nhất trang bị động cơ hybrid sẽ có mức giá niêm yết từ 860 triệu đồng. Và trong tháng 8 năm 2022 này thì Toyota Altis sẽ có cái chương trình khuyến mại trừ trực tiếp bằng tiền mặt, bảo hiểm và phụ kiện. Và tổng khuyến mại cũng đã lên đến hơn 40 triệu đồng rồi. Thì chi tiết là như thế nào? Anh chị hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới. Còn người Anh của Altis là ai? Toyota Camry. Chúng ta sẽ cùng cập nhật khuyến mại. Xin mời anh chị. Bên cạnh anh chị, Toyota Camry nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ở trong tháng 8 năm 2022, Camry sẽ được Toyota Việt Nam phân phối với 4 phiên bản tùy chọn. Mức giá lần lượt chỉ từ 1 tỷ 070 triệu đồng đến 1 tỷ 460 triệu đồng. Đó chính là cả 4 phiên bản từ 2.0G, 2.0Q hay 2.5Q và 2.5 Hybrid. 4 mức giá Văn Hội sẽ show lên trên màn hình và bật mí anh chị một cái thông tin vui. Trong tháng 8 thì rất may Camry vẫn đang nằm trong cái chương trình khuyến mại rất lớn, cũng trừ trực tiếp vào giá đến vài chục triệu đồng. Thì cụ thể áp dụng cho phiên bản nào, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới, hay sự sẵn xe đủ màu giao ngay của cả 4 tùy chọn thì sẽ là như thế nào, cũng hãy liên hệ ngay hotline và chương trình trả thẳng trả góp. Còn bây giờ chúng ta sẽ cập nhật những chiếc MPV 7 chỗ ngồi mà giá chỉ từ hơn 500 triệu đồng. Xin mời anh chị. Bên cạnh anh chị, Toyota Avanza ở thế hệ mới năm 2022. Trong tháng 8 thì Avanza sẽ có sự thay đổi nhẹ về giá bán. Mức giá niêm yết mới cho phiên bản 1.5e số sàn sẽ là 558 triệu đồng. Trong khi đó phiên bản 1.5 CVT số tự động sẽ có mức giá niêm yết là 598 triệu đồng. Đó chính là về phần giá bán. Nhưng hay hơn, trong tháng 8 này Avanza lại sẵn xe đủ cả hai model mà đủ tất cả các màu sắc để giao luôn cho anh chị, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để biết thêm thông tin chi tiết, trả góp chỉ từ 150 triệu đồng. Anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Còn bây giờ chúng ta đến với người Anh, phiên bản 1.5 Veloz Top và Veloz CVT sẽ có sự thay đổi là như thế nào? Xin mời anh chị. Toyota Veloz dòng MPV ở trong tháng 8 năm 2022 này sẽ có sự
điều chỉnh thay đổi nhẹ về giá bán. Nhưng rất may đó chính là gì ạ? Trong tháng 8 thì Veloz cả hai phiên bản sẽ sẵn xe đủ màu để giao ngay cho anh chị, kèm nhiều chương trình khuyến mại chi tiết hấp dẫn. Với phiên bản 1.5 CVT, Veloz sẽ có mức giá là 658 triệu đồng. Trong khi đó, người Anh phiên bản 1.5 Top từ tháng 8 sẽ có mức giá niêm yết mới là 698 triệu đồng. Đó chính là về phần giá bán. Còn sẵn xe giao ngay, hỗ trợ trả góp chỉ từ 200 triệu đồng. Thì chi tiết là như thế nào? Giao tất cả các vùng miền, anh chị em liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật thêm những cái dòng xe tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với chiếc Toyota Ray, dòng xe SUV 5 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mức giá niêm yết mới trong tháng 8 2022 sẽ là 547 triệu đồng. Và những chiếc màu mà có nóc đen hoặc màu trắng ngọc trai sẽ có mức giá niêm yết là 555 triệu đồng. Lại bật mí thêm anh chị nữa là trong tháng 8 thì Toyota Ray cũng là sẽ là một trong những dòng xe có thể sẽ có một cái lô xe mới về để giao rất sớm cho anh chị. Còn một cái người anh cao cấp hơn dòng MPV 7 đến 8 chỗ ngồi Toyota Innova thế hệ mới năm 2022 trong tháng 8, mức giá niêm yết chỉ từ 755 triệu đồng đến 995 triệu đồng với 4 tùy chọn. Văn Hội sẽ show lên trên màn hình là chúng ta đã sở hữu một cái dòng MPV cực kỳ là cao cấp, và Innova cũng sẽ sẵn xe để giao ngay, và đặc biệt là sẽ có chương trình trừ trực tiếp vào giá bán cho anh chị. Hay một cái phiên bản dòng hatchback duy nhất của Toyota hiện nay đang phân phối tại thị trường Việt Nam, Toyota Yaris. Yaris sẽ có mức giá từ 684 triệu đồng. Sẵn xe luôn anh chị nhá, trong tháng 8 này để chúng ta để nhận được xe luôn. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Hay như những chiếc SUV thực thụ luôn, khung gầm rời Toyota Fortuner, mức giá niêm yết mới chỉ từ 1 tỷ 015 triệu đồng. Hay những chiếc máy dầu mà trang bị cả những hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống Toyota CitySense cam 360 độ, niêm yết mới chỉ từ 1 tỷ 107 triệu đồng đến cao nhất là 1 tỷ 459 triệu đồng. Cả 7 phiên bản thì Văn Hội sẽ show lên trên màn hình. Và chia sẻ thêm một cái thông tin là những cái phiên bản 2.4 máy dầu của chúng tôi sẽ đang sẵn xe đủ màu để giao sớm, và nhiều model khác nữa. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì chúng ta còn cập nhật thêm là người anh của Fortuner là ai? Đó chính là chiếc Toyota Prado. Prado ở thế hệ mới năm 2022 này, mức giá niêm yết mới sẽ là bao nhiêu ạ? 2 tỷ 588 triệu đồng. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Cũng sẽ sẵn xe để giao sớm cho anh chị. Hay chiếc Land Cruiser 4 tỷ 100 triệu đồng ở thế hệ mới nâng cấp 2022 cũng đã sẵn xe để giao sớm. Grand Via chỉ từ 3 tỷ 072 triệu đồng. 9 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc, hay chiếc Hiace 15 chỗ ngồi 1 tỷ 176 triệu đồng. Và rất nhiều anh chị thì có gọi điện cho Văn Hội để hỏi thêm là những dòng xe sau đây thì liệu còn phân phối tại thị trường Việt Nam hay không. Toyota WeGo chỉ từ 352 triệu đồng đến 385 triệu đồng. Hay chiếc Route 7 chỗ ngồi chỉ từ 634 triệu đồng. Hilux từ 628 triệu đồng đến 913 triệu đồng cho cả 4 tùy chọn. Những model này hiện nay thì anh chị cũng biết là chuỗi cung ứng toàn cầu, thành ra cái lượng xe chưa về đến được thị trường Việt Nam. Và để biết thêm thông tin chi tiết thì anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi sẽ chia sẻ để cho anh chị biết là những model nào sắp ra, sẽ ra và chương trình khuyến mại lớn là như thế nào. Vậy trong tháng 8 này thì chúng ta đã cập nhật rất nhiều dòng xe rồi, thì chúng ta còn cập nhật thêm một cái dòng Boeing mặt đất, Toyota Alphard. Alphard ở thế hệ mới năm 2022 sẽ từ 4 tỷ 280 triệu đồng. Đó chính là những cái model chương trình khuyến mại trong tháng 8. Và để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền, để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị khách một cách chi tiết và chu đáo nhất. Đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video nào. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!